Hôm nay tôi sẽ massage chú mèo của tôi. Đây là chú mèo của tôi. Tôi vừa massage một lát thì là nó đang ngủ say. Ngủ rất say trên lòng tôi. Đây, chú mèo tôi bây giờ rất dài rồi. Quá dài rồi. Đó, xem nào. 1 gang 2 gang 3 gang 4 gang 80 cm rồi các bạn ạ. Đây, như chết. Con này nó nghịch lắm, nó còn trèo lên cả mái nhà nữa. Đây, massage như này. Đây, có vẻ rất là thích. Đấy. Rất phê. Ngủ không biết gì luôn. Tôi ngủ và kêu o o o. Giờ này tôi bận nên là tôi không có quay video cũng như chăm sóc cho mấy chú mèo chu đáo. Đây, nồng tay, đây, nồng nước các thứ mọc ở ngoằng đây. Chắc khi chiều tôi phải cắt tỉa nồng cho chính con mèo của mình. Ngủ không biết gì luôn. Rất ngoan. Bây giờ cứ để như này chắc nó ngủ cả ngày mất. Thôi, bye bye mọi người nhá. Đấy, lúc này ngủ ở trên lòng tôi. Bây giờ là tỉnh rồi, lên đây nằm. Cũng phải mấy tháng nay rồi mình mới quay lại video lại. Không biết vì sao này, mất đông ở đây này.